Mẫu kỳ thứ 27, tà hay chấm. Mùa hè năm trước 1939, quan cảnh tại tổ đình thánh địa Hòa Bảo, người ta tới lui đông đảo để nhờ thầy trị bệnh hoặc nghe giảng đạo quy y. Hay mùa hè năm nay, năm 1940, cảnh ấy lại tái diễn tại nhà hương bộ Võ Mậu Thành, làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Nguyên do là người Pháp ra lệnh không cho đức thầy truyền đạo trong tỉnh nhà, buộc ngài phải lưu trú tới đây. Nhưng ở nơi này, ngài vẫn tiếp tục khai quá nhân sanh, cũng bằng các phương tiện ấy. Hơn nọ, có ông Hương Hoàng Diệp ở xã Hòa Bảo và ông Úc Trác ở Mỹ Hội Đông đến viếng đức thầy. Sau khi tỏ lời thăm hỏi và được ngài thuyết giảng đạo đức, hai ông liền trình hỏi thêm một việc. Bạch thầy, hiện giờ trên Đông Xuyên có ông đạo mới ra đời, trị bệnh cũng gần giống như thầy. Người ta tới lui rất đông, nhưng chẳng biết ông ấy tà hay chấm. Nhờ thầy phân giải và dùng để anh em tín đồ khỏi bị lầm lạc. Đức thầy không trả lời ngay ông đạo đó chấm hay tà, mà ngài vừa nói vừa cầm viết, viết ra mấy dòng chữ như sau: từ đây sắp tới, bất luận là ai ra đời độ thế, nếu còn ăn tiền bạc là tà, còn dùng màu sắc là tà, còn lên xuống xưng hô thần thánh là tà, còn bỏ tóc xả để đầu đánh là tà, thuộc theo lời ông Úc Trác. Phụ bạc, xưa nay hễ có Phật ra đời khai quá nhân sanh thì luôn luôn có tà ma theo dõi để phá đấu người tu Phật. Phật ma ma Phật mới ra dở tù. Hay nói cách khác, thời nào mà tà ma ngoại đạo lộng hành gạt người mê tín và nhiễu hại lê dân, thì Phật tiên cũng lâm phàm khai thông chánh đạo, dẹp tan tà thuyết để dắt tỉnh chúng sanh trở về con đường chánh tín. Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo căn du, người tâm trí tối đen, đời tâm ma như phấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai giữ đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Hoặc là thời kỳ này nhiều quỷ cùng mang trời vừa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu ân tế kẻo chúng sanh nơi bệnh khổ quá chừng. Trong số quỷ ma hay tà đạo theo hóa Phật giáo Hòa Bảo hiện nay, cũng như thời Đức Thích Ca có luật sư ngoại đạo và ma ba tuần theo chống bán phá hoại đạo Phật, nên khi Phật giáo Hòa Bảo gặp pháp nạn, liền có nhiều người ra đời cũng thuyết đạo, cũng trị bệnh ná như chữ thầy, làm cho người tu phân dân không biết đâu tà đâu chấm. Do đó ông Diệp và ông Trác mới đến Nhân Nghĩa hỏi Đức thầy: có ông đạo tinh Đông Xuyên vừa mới ra đời trị bệnh cũng gần giống như ngài, nhưng không biết ông ấy tà hay chấm. Sở dĩ ngài không phân biệt ngay ông đạo đó mà nói chung tất cả, vì ngài biết chẳng phải chỉ có một người mà còn nhiều người nhiều nơi khác nữa, nên ngài chỉ cho toàn thể một ý thức căn bản để nhận ra đâu tà đâu chấm, và ai có tin nghe theo ngài cũng phải là chấm tin chớ đừng tu mê tin. Điểm thứ nhất, ngài nói còn ăn tiền bạc là tà. Nếu nhìn về hình thức bên ngoài của hai ông đạo tà và chấm đều giống nhau khó phân biệt, nhưng bên trong của phái tà thì lợi tiền bạc, còn phía chấm thì thật tâm đổ đời bất bất vụ lợi. Cũng như hai ông quan hình thức và chức vụ là việc giống nhau, nhưng một ông ăn hối lộ còn một ông là không, rất dễ hiểu ở chỗ đó. Để sáng tỏ hơn, ta thử đọc lại đoạn giảng của Đức Thầy: bây giờ bất luận người nào không dùng của
còn dùng màu sắc là tà. Màu sắc ở đây phân ra ba loại. A, loại có màu xanh, đỏ, trắng, vàng, chỉ cho hạ đồng bóng lên sát cô năm, cô mười. Họ thích mặt hàng là nhiều màu sặc sỡ, nên khi đắt làm bệnh thì đổ khăn màu dài năm thước. Một người tính theo phải cung ứng các thứ đó cho họ. B, loại có hình tướng. Đối với vô tướng, vô vi, đây chỉ cho các ông đạo theo hình tướng hữu vi, tức là giải sắc tướng thinh âm, như các thầy như mong chuyên làm đá tụng kinh mướn, không đúng chân lý của đạo Phật. Kinh xưa đã bảo sắc tướng thinh âm chư ngoại giáo, chớ truyền cụ thất đạo nan thành. C, loại sắc đẹp của người nam hoặc nữ, đây chỉ cho các ông đạo còn lợi dụng hoặc đam mê nữ sắc. Tóm lại, nếu thấy nhà tu nào còn ô nhiễm các loại màu sắc như trên đều là không chân chánh. Điểm thứ ba, còn lên xuống hay xưng hô thần thánh là tà. Đây chỉ cho hạng thượng sát cởi độc, người lên sát tướng, các cô độc, bà bóng, thầy phù thủy, làm bệnh bằng các cách có vô sát, ra sát, coi bói, soi căn, cầu hồ, đoán số, hoặc dùng bùa chú trù ếm và sát sanh của quốc tế quỷ thần. Đức thầy từng bảo: bằng môn tài phép nào tương, kêu trời dặm đất cùng thời gian sân. Nó chẳng thế liệu toan, theo tà đạo mà tăng sắc hồn. Nó làm nhiều phép mà nhiều môn, bùa mây đuốc lúa mây hồn chúng sanh thành là binh sai đầu cùng rằng nếu tin thời mắt tan tành về sau. Và dương gian làm quyền nói rằng cùng xó cuối làm đâu cùng như đâu. Họ còn bỏ tóc xả để đầu đất là tức chỉ thầy tu hay làm ra vẻ đạo mạo khác thường để lừa dối bá tánh. Họ lo trang điểm những tướng mạo bên ngoài như bỏ tóc xả dài không bới hoặc không chải gỡ lâu ngày, tóc đánh lại giống hình cái mạo. Họ thường tự xưng là đã tu luyện lâu năm từ non này năm nọ, vừa xuống núi để cứu thế độ dân, khiến bá tánh tưởng làm các ông đạo này khổ hạnh cao, công phu luyện đạo không ai bằng, liền chạy theo trần độ. Chẳng ngờ trong năm năm của các ông ấy vẫn còn ô nhiễm danh lợi tình như hà thế tục. Hạng người này phần nhiều là tu sai lệch đạo tiên, vọng tưởng quá độ mà ra, cũng là một trong luật sư ngoại đạo từ trước còn lại. Để cho mọi người khỏi bị lầm lạc theo tà sư ngoại đạo, đức thầy dặn dò cặn kẽ: cho được tránh những điều ấy, trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào, ta hãy suy gẫm phán đoán kỹ càng, chừng hiểu biết rõ ràng, ta sẽ hành theo đạo ấy thầy ấy. Chẳng được như vậy, dù mình có theo đạo rất chánh đáng, ông thầy rất thông minh cũng chẳng có chi cho mình cả. Tóm lại,
qua bốn điểm Đức Thầy dạy ông Diệp và ông Giác trên đây là một quy định tất yếu cho tín đồ sau này để phòng ngừa tà dâm. Nam mô A Di Đà Phật.